Tôi còn nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi lần cha có dịp đi Phan Thiết là anh em tôi thế nào cũng níu cha nhắc đi nhắc lại phải có quà bánh rế. Bây giờ lớn lên, con cháu trong nhà cũng y rằng tôi lúc nhỏ bánh rế. Tôi mê cái hương ngọt ngào có chút khê khê của đường. Tôi ghiền cái vị bánh vừa giòn vừa dẻo vừa ngọt vừa bùi vừa béo vừa thơm rất đặc trưng Phan Thiết. Bánh rế Phan Thiết vốn nổi tiếng từ lâu. Trong phố vàng nỗi nhớ về miền phố biển nên thơ có nỗi nhớ bánh rế. Bánh rế đã theo không biết bao nhiêu chuyến xe đò, tàu hỏa trên hành trình xuôi nam ngược bắc. Nó mang theo niềm vui và tình cảm của người thân, mang cả sự ngọt ngào thiết thân của người dân xứ biển. Ai một lần ghé Phan Thiết mà không vài bị bánh rế mua về làm quà cho con cháu. Gọi bánh rế bởi vì hình dáng của nó na ná cái rế mây dùng để đặt son nồi. Rế mang hình tượng của sự đan quyện với nhau, xoắn buộc vào nhau, kết dính vào nhau theo từng sợi. Dân dã như tên gọi, bánh rế được chế biến từ nguyên liệu khoai mì, khoai lang kết hợp với đường đã xên. Bánh có màu nâu đỏ hình tròn nhưng hơi bị vênh, đường kính khoảng chừng 10 cm, vừa cỡ để cho vào túi ni lông thành một bịch 10 cái. Để làm bánh rế, người ta lấy khoai mì hoặc khoai lang tươi bào thành sợi có độ dài chừng 3 đến 5 cm. Sau đó bóc một nắm sợi khoai vừa đủ cho vào chảo dầu đang sôi. Dùng đũa vặt đều sợi khoai, dùng vá có hình tròn, lòng sâu ép cọng mì sát lòng chảo. Khi mì đã chín trở màu vàng thì vớt ra và tiếp tục chiên cái khác. Cũng cần biết thêm, chảo dùng để chiên bánh phải lõm sâu để tạo hình dạng chiếc bánh rế. Dầu phải đổ ngập, mỗi lần thì chỉ chiên được một chiếc bánh. Bánh sau khi chiên xong, dùng một chảo khác có đường và ít nước cho lên bếp lò để xên. Khi đường xên vừa tới, dùng đũa gắp bánh, nhúng lưng bánh vào chảo đường, từng chiếc, cho đến khi xong hết rổ bánh thì thôi. Nếu muốn bánh đẹp, thì cho lên mặt bánh vài hạt mè. Công đoạn tiếp theo là xếp bánh thành từng trục trong túi ni lông rồi chuyển đi bỏ mối cho các quầy hàng. Cũng có nhiều nơi làm bánh rế theo cách đơn giản là dùng đường pha bột bắp, cho một ít nước khuấy đều, sao cho bột bắp vừa sệt sệt. Sau đó cho sợi khoai vào vá, tạo hình rồi rúng bột đem chiên. Bánh rế Phan Thiết được bày bán nhiều nơi, các bến xe, ga tàu, các sạp hàng nhỏ lẻ đều có. Những bánh ngon được khách ưa chuộng là các tiệm bán hàng đặc sản ở đường Trưng Trắc, Phan Thiết đối diện sông Cà Ti. Giá tiền thì một chục chừng 13.000 đồng. Với loại bánh rế màu hơi nâu đen chế biến từ khoai lang tím giá cao hơn một chút. Vậy đó, ai về Phan Thiết đừng quên bánh rế Phan Thiết.